Này thiện hiện, chẳng phải sự đoạn trừ các phiền não có sai biệt, nhưng chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đều đã vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí phiền não tương tục, còn Thanh Văn độc giác chưa đoạn trừ vĩnh viễn tập khí tương tục. Bạch Thế Tôn, các phiền não dứt trừ đắc vô vi chăng? Này thiện hiện, đúng vậy. Bạch Thế Tôn, Thanh Văn độc giác không đắc vô vi, phiền não có đoạn chăng? Này thiện hiện, không. Bạch Thế Tôn, trong pháp vô vi có sai biệt chăng? Này thiện hiện, không. Bạch Thế Tôn, nếu pháp vô vi không sai biệt, thì tại sao Phật nói tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác vĩnh viễn đoạn trừ tập khí tương tục, còn Thanh Văn độc giác vẫn chưa vĩnh viễn đoạn trừ tập khí tương tục? Này thiện hiện, tập khí tương tục thật chẳng phải phiền não, nhưng các Thanh Văn và các độc giác tuy đã đoạn trừ phiền não, nhưng vẫn còn một phần nhỏ giống như tham sân si, ảnh hưởng thân ngữ ý, đó chính là tập khí tương tục. Nó tương tục ở hạng phàm phu ngu si có thể dẫn dắt vô nghĩa, chẳng phải tương tục ở Thanh Văn độc giác để dẫn dắt việc vô nghĩa. Tất cả tập khí tương tục như thế, chư Phật vĩnh viễn không còn. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, Bạch Thế Tôn, đạo và niết bàn đều không có tự tánh, thì tại sao Phật nói đây là dự lưu, đây là nhất lai, đây là bất hoàn, đây là A-la-hán, đây là độc giác, đây là đại Bồ Tát, đây là Như Lai ứng chánh đẳng giác? Phật dạy, này thiện hiện, hoặc dự lưu, hoặc nhất lai, hoặc bất hoàn, hoặc A-la-hán, hoặc độc giác, hoặc đại Bồ Tát, hoặc các Như Lai ứng chánh đẳng giác, tất cả bậc ấy đều hiện rõ vô vi. Bạch Thế Tôn, trong pháp vô vi thật có ý nghĩa sai biệt giữa dự lưu cho đến Như Lai ứng chánh đẳng giác chăng? Này thiện hiện, không. Bạch Thế Tôn, nếu vậy thì tại sao Phật nói dự lưu cho đến Như Lai ứng chánh đẳng giác tất cả đều hiện rõ vô vi? Này thiện hiện, ta nương vào thế tục mà nói hiển thị chứ không y cứ vào thắng nghĩa, chẳng phải trong thắng nghĩa có thể có sự hiển thị. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải trong thắng nghĩa có con đường ngôn ngữ hoặc tuệ phân biệt hoặc cả hai thứ, nhưng đoạn trừ giới hạn kia để kiến lập cho đời sau. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, Bạch Thế Tôn, tự tướng tất cả pháp đều là không, thì đời trước còn không có, huống gì có đời sau, như thế tại sao có thể lập nên đời sau? Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, tự tướng của các pháp sở hữu đều không, đời trước còn không có, huống là có đời sau, kiến lập cái có đời sau, nhất định không có điều đó. Nhưng các hữu tình chẳng thể hiểu rõ tự tướng của các pháp sở hữu đều không, vì sự ích lợi cho họ nên phương tiện nói đây là đời trước, đây là đời sau. Nhưng trong cái tự tướng của tất cả các pháp, đời trước, đời sau đều chẳng thể nắm bắt được. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát đạt được tự tướng không của tất cả pháp rồi, nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa.